vừa đi ra. Xếp cho bạn nha. Sọt củ ra. Con gì ấy? Luffy à? Hay sọt? Ui, sọt. Sọt to thế. Ui giời. Đây rồi. Ui giời. Đuổi như này. Thủy quái này. Ui, trắng phao. Ui giời. Đấy. Đấy. Mọi người thấy chưa? Kinh em ấy lắn. Ui giời ơi. Cụ kỵ. Ui nó nguồn kinh nhật. Ôi chết rồi. Nó to nó dài quá. Ui giời. Ui lặng quá. Ui giời. Ui giời. Còn có chân. Có tay em không ăn thua gì cả. Ác không. Đấy. Thế mới là sộp cụ. Thế nó chạy kinh thật. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Đoàn Tuyển TV nhá. Hôm nay mình lại review cái kênh rau muống này. Điểm ít cá sộp. To thật đấy. Con gì chạy bên tay trái rồi. Ôi giết à. Giết thì Luffy đi. Luffy. Em gì nguồn phát bên tay trái to thế. Ôi giời, giếc à? Giếc to không? À. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi, giếc ác chiến không? Đấy. Giếc này là giếc cũ, giếc kỵ. Sộp con. Em này bé quá. Bé quá. Thôi cho em lớn. Ui dù phì. Ô tường sộp chạy. Con gì nó quẫy đấy nhỉ.
chắc không phải sộp. Chai. Dù ta to thế, dù đồng. Úi giời, dù đồng to không? Ừ, dù phi to. Đâu rồi, đâu rồi? Đây, đây, sẵn phao rồi. Giếc nữa kìa. Một rô phi một giếc. Đấy, ui lạ quá nhỉ, không cất được. Ui giời, rô phi to không. Giếc đồng quá ngon. Giếc 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 đồng. Ôi giời, xa quá. Ừ, rô to, rô to. Đâu á? Đây, 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 đây. Ôi, không to lắm. Ôi, cũng được bàn tay đấy. Ôi, rô to, rô to. Rô to. Ôi giời ơi, với cái rau muống. Ui rô béo thật đấy.
đâu rồi? Dô to chạy đâu rồi? Em này bé, không phải. Không to cơ. Sợi xít à. Làm gì đây? Sọp bên là giếc đây. Ui, giếc to thế. Ui giời. Chẳng sao. Em nữa ở đây rồi. Ơ, ta xoài. Ui, sọp kìa, sọp kìa. Thấy chẳng sao à. Sọp này. Ôi, sọp bị bé. Ui giời, giếc. Ồ thế.